Xin kính chào toàn thể quý vị. Quang Minh rất là vui được gặp lại toàn thể quý vị trong video tiếp theo này. Kính thưa quý vị, Quang Minh đang đi trên đường Võ Văn Vân thuộc địa phận là xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước mặt mình là cái ngã ba đường Võ Văn Vân với đường liên khu 123 các anh chị. Quang Minh mời các anh chị mình rẽ trái vào cái con đường liên khu 123 này. Trên cái con đường liên khu 123 này là có cái chợ, nhưng các anh chị có cái chợ, người ta hay gọi là chợ liên khu 123 ha. Thì mục đích Quang Minh review cái đoạn đường này, cái khu vực này, để cho các anh chị mình biết cái mật độ dân cư và cái hai bên đường người ta buôn bán kinh doanh như thế nào, thuận tiện ra làm sao nha các anh chị. Tại vì Quang Minh muốn giới thiệu đến toàn thể quý vị mình một cái lô đất chủ cần bán nha các anh chị, nằm một sẹt của cái đường liên khu 123 này. Đường này là đường liên khu 123. Khu này thì tập trung rất là nhiều người kinh doanh làm ăn mua bán tại khu vực này các anh chị, dân cư khá là đông đúc. Tuyến đường này cũng có tuyến xe bus chạy luôn. Tuyến xe bus số 25. Mình chạy mấy chục mét nữa là bên tay phải có cái đường số 1 các anh chị. Mình rẽ phải vào. Thì rẽ phải vào thì gặp cái trường tiểu học Lại Văn Cường. Trường tiểu học Lại Văn Cường thì nó mặt tiền của cái đường này, và bên hông có một cái đường số 1 thì nó có hai cổng vào các anh chị. Rẽ vào cái con đây, bên đây tay phải mình là cái tường màu vàng vàng, đó là cái trường học đó các anh chị. Trường tiểu học Lại Văn Cường ha. Mình mời các anh chị mình rẽ phải vào nha. Cách cái trường học này một căn nhà, thì Quang Minh giới thiệu đến các anh chị mình một cái lô đất chủ cần bán. Lô đất có chiều ngang là 14m, chiều dài là 25m. Full thổ cư rồi các anh chị. Vị trí khá là đẹp. Đây là trường học Lại Hùng Cường chứ không phải Lại Văn Cường, Lại Hùng Cường. Quang Minh nhầm nha. Trường tiểu học Lại Hùng Cường. Cặp vách cái trường học này thì có một căn nhà, và kế cái căn nhà đó là một cái miếng đất ha. Quang Minh đang giới thiệu đây. Đây lô đất nằm bên tay trái này các anh chị. Lô đất nằm bên tay trái đây. Để mình tấp xe xuống review xung quanh cái vị trí xung quanh lô đất cho các anh chị mình xem. Các anh chị mình nhớ xem hết video nha, tí nữa Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ của cái lô đất này ha. Rồi Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch xem chức năng đất tỷ lệ 1/2000 á, là chức năng đất là đất gì nha các anh chị. Đây, lô đất Quang Minh muốn giới thiệu đây. Phía trước có rào lại, lấy tôn rào lại các anh chị, không cho người dân vô đây buôn bán này. Chủ đất người ta cũng khá là kỹ ha. Đây hình ảnh thực tế. Bên tay trái thì cách một căn nhà là tới cái trường học nha các anh chị. Bên phải thì một căn biệt thự cũng khá là đẹp đây. Và mình xin nhắc lại ha, tổng diện tích cái lô đất này là 345m. Có diện tích đất thổ cư là 284m. Còn lại là đất nằm trong lộ giới, là đất trồng trồng cây hàng năm khác nha các anh chị. Đây là hình ảnh xung quanh. Các anh chị mình nhớ xem hết video của Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ và Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình biết luôn. Đó là một điều khá là quan trọng ha. Một cái bất động sản cần mua thì ngoài cái vị trí nó có tiềm năng, nó có đắc địa hay không. Và cái thứ hai nữa là một cái giấy tờ pháp lý, và thứ ba nữa là cái thông tin quy hoạch các anh chị. Cái đó là một điều không thể thiếu được trong một cái bất động sản mình cần mua, cần quan tâm, thì mấy cái đó mình phải biết cho nó rõ ràng cụ thể rồi mình đi xem các anh chị, đỡ mất được thời gian đôi bên ha. Cho nên là Quang Minh làm rất là chu đáo vấn đề này.
hình ảnh xung quanh. Cái đường này, đường số 1 này còn đi thăm nữa nha các anh chị, còn đi thăm nữa ha. Mình chạy lên khoảng tầm 200-300 mét gì đó, mình rẽ bên tay phải là chạy ra cái đường Võ Văn Vân lại. Đường thông thương hết các anh chị. Xe hơi, xe tải chạy thông luôn. Khu vực này là tiệm làm tóc, rồi nhà bán thuốc tây, kinh doanh mọi ngành nghề đủ các cái hết. Đây là các anh chị, địa chỉ nè, ấp 2 nè, đường Võ Văn Vân, ấp 2 đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, nhà thuốc tây Anh Khoa ha. Đây là một cái địa chỉ chính xác nha, cho các anh chị mình biết được cái địa chỉ thửa đất mình cần cần mua là nó nằm ở địa chỉ nào. Đây là hình ảnh thực tế Quang Minh quay từ trên cao các anh chị. Bên tay phải là một cái căn nhà biệt thự ngói đỏ. Bên tay trái cũng là ngôi trường ngói đỏ và cách cái ngôi trường là một cái căn nhà lầu. Đó. Phía sau đất của mình, nhà cửa là dân cư là bít hết. Mật độ dân cư là gần như 100%, 90 hơn 90%. Phủ kín hết rồi các anh chị. Không còn đất trống nữa mà. Dân cư ở đây khá là đông. Hình ảnh là cái hình ảnh cái đường đường liên khu 123. Cái đường đó nãy Quang Minh có chạy qua rồi các anh chị. Còn phía trước mặt mình là đối diện đất mình là bên kia là đường Võ Văn Vân nè. Võ Văn Vân. Bây giờ Quang Minh đi thẳng cái con đường đường số 1 này. Cái đường mà trước miếng đất mình hả các anh chị. Quang Minh đi thẳng để các anh chị mình xem cái con đường này nó có thông hay không nha. Miếng đất mà nó nằm trên vị trí đẹp, cái thứ nhất mà đường mà thông thương thì nó cũng có giá trị hơn cái đường cục các anh chị. Đường thông thì nó có giá trị hơn cái đường cục. Mình mời các anh chị mình xem một mình bài thẳng cái con đường này. Mình lên mấy trăm mét là mình rẽ bên tay phải là ra đường Võ Văn Vân lại các anh chị. Địa chỉ thửa đất là thuộc ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dân cư quá đông luôn. Ở phía trước mặt mình là cái ngã ba các anh chị. Ngã ba mình rẽ phải là ra đường Võ Văn Vân. Các anh chị mình đang xem kênh nhớ cho Quang Minh một lượt đăng ký và bật cái chuông thông báo lên nha các anh chị. Để cập nhật và nhận những video mới nhất từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Có cái sản phẩm nào đẹp, pháp lý rõ ràng, thông tin quy hoạch ok, Quang Minh sẽ làm video và up lên kênh Bất Động Sản Quang Minh cho các anh chị mình xem tham khảo ha. Nếu lô nào ưng ý thì các anh chị mình thương lượng mình mua nha các anh chị. Đây, phía trước mặt mình là đường Võ Văn Vân đây. Còn anh chị nào mà đang có nhu cầu cần bán nhà hay bán đất, đang có nhu cầu bán thì muốn làm cái video quay nó chi tiết rõ ràng như thế này thì cũng liên hệ với Quang Minh nha. Theo cái số điện thoại là Quang Minh đã để trên cái đầu của video này. Mình sẽ tới làm quay video và up lên kênh để tìm kiếm khách hàng các anh chị mình bán được sản phẩm nhanh nhất có thể. Đây, đường Võ Văn Vân. Đường Võ Văn Vân này nếu mình đi hướng này mình chạy xuống tí xíu nữa là mình rẽ phải vô nha các anh chị. Nãy Quang Minh đi
quay từ cái hướng ở dưới á, đi xe thì mình rẽ 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 trái vô, còn nếu mà bay từ cái hướng này đi xuống thì mình gặp cái đường một liên khu 123 thì mình rẽ phải vô. Đường thông thương hết mà các anh chị, đi vào đường nào cũng được hết, đi hướng nào cũng được hết. Cái hướng này là hướng đi về Hóc Môn là các anh chị, hướng đường Võ Văn Vân này, hướng này là hướng đi về Hóc Môn, đường Quách Điêu rồi, đường Võ Thị Tú á, đường Quách Điêu hướng về chợ Hóc Môn. Huyện Bình Chánh thì xã Vĩnh Lộc A với Vĩnh Lộc B thì nó giáp với Hóc Môn các anh chị. Quay từ trên cao nhìn xuống công nhận là dân cư khá là đông, đông kinh khủng thật. Đây, bây giờ cái đường phía dưới đây là đường, cái ngã ba này là đường liên khu 123 các anh chị. Liên khu 123. Đó, khá chính xác nha các anh chị. Rất chi tiết, rất rõ ràng, rất cụ thể. Tiếp theo con mình mời các anh chị mình xem con mình quay cuốn sổ của cái lô đất này, và con mình sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch chi tiết 1/2000, chi tiết xây dựng các anh chị, xem là đất gì nha các anh chị. Đây bên tay phải mình là cái trường trường học Lại Văn Cường đó các anh chị. Trường học Lại Văn Cường. Cái hướng này là hướng nhìn về trung tâm thành phố này. Đó, cái con đường này là đường số 1. Con đường này là mặt tiền cái mấy lô đất Quang Minh đang giới thiệu các anh chị. Cái trường hợp này. Ở ngay đây là cái ngã ba. Ngã ba đây, ngay ngã ba chợ đi vô cái miếng đất mình. Dân cư mua bán hai bên đường tấp nập. Kính thưa quý vị, Quang Minh làm chi tiết như thế này thì cũng khá tốn khá nhiều thời gian của anh chị mình xem video. Nhưng mà mình trước khi mình đi mua một miếng đất, một căn nhà thì cái thông tin ban đầu, những cái hình ảnh như thế này và cái giấy tờ pháp lý, thông tin quy hoạch thì các chị mình cũng nên biết trước các anh chị. Nếu mình đã ưng ý rồi thì mình mới đi xem lại một lần nữa để mình chốt phương án mình mua hay không nha các anh chị. Chứ còn nếu mà làm cái video mà nó đơn giản quá, chỉ quay cái một cái xung quanh cái miếng đất không, cũng không có thấy về giấy tờ pháp lý rồi thông tin quy hoạch nó như thế nào. Nhiều lúc mình xem ưng rồi mình không mua được, nó bị hoạch mình không mua được thì cũng mất công các anh chị. Đây các anh chị, thửa đất số 611, tờ bản đồ số 88, địa chỉ là xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích cái lô đất này là 345 m, 345 m. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác. Còn cái phần chuyển thổ cư là cập nhật cái trang sau đây nè các anh chị, phần thổ cư đây này. Đây, đã chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích đất ở. Đất ở là ONT, ký hiệu là ONT. Gồm một phần thửa 611, diện tích là 283,9 m, cho nên nãy Quang Minh nói là 284 m đó các anh chị. Là đất ở 284 m nè. Tờ bản đồ số 88. Theo quyết định số này, ngày 21 tháng 6 năm 2011. Sổ này chuyển mục đích này là cũng khá lâu rồi. Còn cái diện tích đất nông nghiệp còn lại là 61,1 m, là đất trồng cây hàng năm đó các anh chị. Đất trồng đất cây hàng năm khác. Sổ này cấp vào ngày 19 tháng 11 năm 2010. Bản vẽ hiện trạng đây, đất ONT đây, thửa 611. Ngày xưa là cái sổ này cấp lâu rồi, để là đường trải đá các anh chị. Để đường trải đá mà lộ giới thì cũng không có thể hiện trên cái sổ là lộ giới bao nhiêu ha. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch chi tiết 1/2000 xây dựng là nó sẽ có cái thể hiện cái lộ giới của cái miếng đất này các anh chị.
Rồi, Quang Minh mời các anh chị mình xem Quang Minh quay cái cuốn sổ rồi. Quang Minh kiểm tra cái thông tin quy hoạch luôn nha. Tiếp theo Quang Minh kiểm tra thông tin quy hoạch luôn. 284,83,9 m thổ cư nha các anh chị. ONT ha. Rồi cái thông tin quy hoạch là đầu tiên mình vào cái bản đồ của xã Bình Chánh nè. Xã Vĩnh Lộc B. Tờ bản đồ số 88. 88. Thửa đất là 611. 611. Mình đánh vào 611. Đây. Thửa 611 nè. Đất trồng cây hàng năm khác nè, ngày xưa á. Diện tích là 345. 345 mét. Ba trăm bốn mươi lăm cái bản chất này là ngày xưa là cái thửa 69, ngày xưa là bản thân ngày xưa cái sổ cũ là Quang Minh nghĩ là 373 m, 373,8 đất thổ vườn, sau này 2011 mới đổi thành cái thửa là 611, cái diện tích nó mới thu nó ít lại. Tức nghĩa là ngày xưa cái đường này còn nhỏ, sau này người ta mở rộng đường ra cho nên chắc thu hồi một phần một ít rồi, cho nên còn lại chỉ có 345 thôi. Phần này nè, từ cái nét xanh này vô tới nét đỏ này là nhà nước đã thu hồi rồi nè các anh chị. Ông Minh nghĩ như vậy. Cho nên ngày xưa ta 373 mét này. Bây giờ đất của mình giờ chỉ có cái phần này là còn là đất nông nghiệp là 61,1 mét nè. Còn cái phần trong đây là đất thổ cư là 283,9 mét, là cái phần này, phần thổ cư, cái phần đây. Mình copy cái thửa đất này. Quy hoạch của cái xã của huyện Bình Chánh thì có máy ảnh có áp cái tọa độ XY vô đây luôn nè các anh chị. Đây là cái tọa độ XY nè. Ở Hóc Môn không có ha, Hóc Môn Củ Chi cũng không có áp cái tọa độ này. Chỉ có anh Bình Chánh là ảnh áp cái tọa độ vô trong đây luôn. Các anh chị mình nhìn giống như hình ngôi nhà này là cái tọa độ XY của từng cái thửa trong đây nè các anh chị. Bây giờ mình tìm nó lâu chứ thực tế là ví dụ giờ cái thửa đất của mình là cũng có cái tọa độ XY nè. Tọa độ XY nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8 là có trong cái khu này nè, nhưng mà nhiều quá Quang Minh tìm nó cực. Copy cái thửa đất này, cái phần thổ cư đây, thửa 611. Xong mình vào cái quy hoạch của huyện Bình Chánh, xã Vĩnh Lộc B đây. Bắt cái thửa đất mình vô. Đây các anh chị. Đây là cái đường hiện tại nè. Cái lộ giới đường nó vô chưa tới cái phần thổ cư của mình đâu nha các anh chị. Cái 61 mét này là lộ giới nó đi vô cái tới này, cái nét xanh nè, vô tới đây thôi ha. Không ảnh hưởng gì tới cái phần thổ cư mình. Thổ cư mình nằm phần phía sau nè. Ông Minh tô đậm cái thửa đất này lên cho các anh chị mình dễ hình dung. Đó. Cái khung màu đỏ các anh chị, lộ giới vô tới đây thôi. Biết trên vai đây mấy anh có để cái lộ giới đường này,
Đường này Quang Minh nghĩ là lộ giới 20 mét này, giống y như cái đường bên này nè, lộ giới 20 mét này. Đường bên này cũng vậy, lộ giới đường này 20 mét. Đúng là 20 mét đây các anh chị. Đây. Lộ giới 20 mét ha. Tính từ tìm đường mỗi bên là vô 10 mét. Thì cứ từ tìm đường các anh chị mình trừ vô 10 mét là phần lộ giới ha. Chỗ cái khung màu xanh này là cái trường học là Lại Hùng Cường nè. Lại Hùng Cường màu xanh. Còn cái này là các công trình công cộng hay chợ vậy nè. Của mình là đất ở tại đô thị luôn các anh chị. Đất ở đô thị hiện hữu. Màu này, đất của mình là màu này nè. Còn cái nét này thưa hơn là đất đất ở đô thị xây dựng mới. Còn màu này là đất ở nông thôn hiện hữu. Màu này là đất ở nông thôn xây dựng mới. Có bốn cái chức năng đất này thì các anh chị mình mua thì ok nè các anh chị. Đất ở đô thị hiện hữu nè, đất ở đô thị xây dựng mới nè, và đất ở nông thôn hiện hữu nè, đất ở nông thôn xây dựng mới. Còn ngoài ra mấy cái màu này là mình nên né ha, đất công trình công cộng nè, đất y tế nè, đất giáo dục là màu xanh. Đất công trình công cộng. Màu này là đất sử dụng hỗn hợp. Màu này là đất ở nông thôn nè. Đất ở nông thôn hiện hữu. Còn màu này là đất ở nông thôn xây dựng mới. Còn cái màu này là đất ở đô thị xây dựng mới nè các anh chị. Còn cái này của mình là hiện hữu nha. Khá chính xác ha, có phân biệt từng màu hết á. Mình đo cái chiều ngang phía trước. Đúng 14 mét luôn nè các anh chị. 14 mét chiều ngang. Chiều dài nó khoảng 24 mét mấy á các anh chị. Hai mươi lăm mét luôn, đúng 25 mét luôn. Cái hướng của cái lô đất này là hướng tây tây bắc các anh chị, mà tây nó nhiều hơn bắc ha, gần như tránh tây mà nó lệch về bắc ít thôi, tránh tây mà lệch về bắc ít. Đường Lại Hùng Cường, đường này là cái đường dự phóng Lại Hùng Cường 30 mét nè. Còn cái giá bán của cái lô đất này thì cái số điện thoại thì Quang Minh đang để trên màn hình ha. Có gì các anh chị mình liên hệ với số điện thoại đang đang hiện trên màn hình. Để thương lượng giá nha. Giá khởi điểm chủ đưa ra là 33 tỷ 500 triệu các anh chị. 33 tỷ 500 triệu đồng. Số điện thoại đang hiện trên màn hình là số chủ đất nha các anh chị. Liên hệ với chủ đất, người nhà chủ đất để người ta xem, dẫn mình đi xem thực tế nha các anh chị. Còn mình chỉ có việc là quay video và kiểm tra các thông tin quy hoạch, giấy tờ, sổ sách pháp lý thôi. Còn giá cả thì có gì Quang Minh, các anh chị mình cứ liên hệ với cái số đang hiện trên màn hình để thương lượng giá cả, đàm phán mua nha các anh chị. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi hết video của Quang Minh. Giới thiệu lô đất ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi kết thúc video, Quang Minh xin kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.